nghĩa là tánh Phật, tánh Như Lai, tánh giác tự nhiên, tánh trí nhất thiết của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, đều không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không số lượng, không thể so sánh. Bát nhã ba la mật đa sâu xa vì các việc này nên xuất hiện ở đời. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, chỉ có Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, có tánh Phật, tánh Như Lai, tánh giác tự nhiên, tánh trí nhất thiết, đều không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không số lượng, không thể so sánh, hay là sắc thọ tưởng hành thức cho đến tất cả pháp, cũng không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không số lượng, không thể so sánh được. Phật dạy, này thiện hiện, không những Như Lai ứng chánh đẳng giác có tánh Phật, tánh Như Lai, tánh giác tự nhiên, tánh trí nhất thiết, không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không số lượng, không thể so sánh, mà sắc thọ tưởng hành thức cho đến tất cả pháp, cũng không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không số lượng, không thể so sánh. Vì sao? Vì ở trong tất cả pháp tánh chân thật, tâm và tâm sở đều bất khả đắc. Thiện hiện nên biết, tất cả sắc thọ tưởng hành thức và tất cả pháp đều không thể phô bày, không có số lượng, không so sánh. Vì sao? Vì các pháp như vậy không có tự tánh, bất khả đắc, vì tự tánh không. Này thiện hiện, tất cả sắc thọ tưởng hành thức và tất cả pháp đều bất khả đắc nên không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không số lượng, không thể so sánh. Vì sao? Vì các pháp này không có hạn lượng, không có sở hữu, vì tự tánh không. Này thiện hiện, tất cả sắc thọ tưởng hành thức và tất cả pháp đều không có hạn lượng, nên không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không có số lượng, không thể so sánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nguyên nhân nào mà các sắc thọ tưởng hành thức và tất cả pháp đều không hạn lượng? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, hư không có vị tâm và tâm sở pháp làm hạn lượng không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, tất cả sắc thọ tưởng hành thức và tất cả pháp cũng lại như vậy. Vì tự tánh không nên tâm và tâm sở pháp không thể hạn lượng. Vì nhân duyên này nên sắc thọ tưởng hành thức và tất cả pháp không có hạn lượng, đều không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không có số lượng, không thể so sánh. Thiện hiện nên biết, vì tất cả pháp đều không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không có số lượng, không thể so sánh, nên tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều có pháp Phật, pháp Như Lai, pháp giác tự nhiên, pháp trí nhất thiết, cũng không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không có số lượng, không thể so sánh được. Thiện hiện nên biết, các pháp này đều không thể nghĩ bàn vì đã chấm dứt sự nghĩ bàn, không thể đo lường vì đã chấm dứt sự đo lường, không có số lượng vì đã chấm dứt số lượng, không thể so sánh vì đã chấm dứt sự so sánh. Thiện hiện nên biết, các pháp này đều không thể nghĩ bàn vì vượt quá sự nghĩ bàn, không thể đo lường vì vượt quá sự đo lường, không có số lượng vì vượt quá số lượng, không thể so sánh vì vượt quá sự so sánh. Thiện hiện nên biết, không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không có số lượng, không thể so sánh đó chỉ có khái niệm hoàn toàn không chân thật. Thiện hiện nên biết, không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không có số lượng, không thể so sánh đó đều như hư không, hoàn toàn vô sở hữu. Do nhân duyên này mà tất cả pháp Phật, pháp Như Lai, pháp giác tự nhiên, pháp trí nhất thiết của Như Lai ứng chánh đẳng giác đều không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không có số lượng, không thể so sánh. Thanh văn độc giác, thế gian, trời, người, Atula, vân vân, thảy đều không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không có số lượng, không thể so sánh các pháp này. Khi Đức Phật thuyết pháp không thể nghĩ bàn, không thể đo lường, không có số lượng, không thể so sánh, trong chúng có 500 bí xô, 2000 bí xô ni, những lậu hoặc không còn tâm được giải thoát, và có 60 cận sự nam, 30 cận sự nữ, đối với các pháp xa địa trần cấu, sanh pháp nhãn thanh tịnh, và có 20000 đại Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn, Đức Thế Tôn thọ ký cho họ trong hiền kiếp sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối chuyển. Tức trước đã nói, những cận sự nam cận sự nữ, đối với các pháp xa địa trần cấu, sanh pháp nhãn thanh tịnh, Đức Phật cũng thọ ký cho họ chẳng bao lâu sẽ chứng đắc, vĩnh viễn đoạn tận các lậu, tâm và tuệ giải thoát. Hết quyển thứ 547.